Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi chào Washington với Thanh Trúc. Thanh Trúc kính chào quý vị đến với chương trình Chào Washington. Hôm nay là sự có mặt của anh Đặng Văn Minh là đại diện của à, tổ chức giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Kính thưa quý vị, hôm nay Đặng Văn Minh à, sẽ trình bày về một cái sinh hoạt à, thường kỳ của tổ chức giới trẻ thế giới vì nhân quyền đó là đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền năm 2020 ở tại Nhật Bản. À Thanh Trúc xin chào anh Đặng Quang Minh. thân chào Thanh Trúc và thân chào quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là tổ chức giới trẻ thế giới vì nhân quyền đã tổ chức một cái đại hội ở tại Sydney. Australia, đó là đại hội lần thứ nhất với chủ đề là Việt Nam trên con đường Nhân Bản. Vậy thì thưa anh Đặng Thái Minh, với cái đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền lần thứ hai này ở tại Osaka, Nhật Bản, anh có thể cho biết cái chủ đề? Dạ thưa chị, chủ đề của đại hội lần thứ hai này là dấn thân trên con đường Dân Chủ. Dạ à, vâng, bà... dạ, dấn thân trên con đường Dân Chủ. Xin anh cho biết cái mục đích. Khi mà lựa chọn cái chủ đề dấn thân trên con đường dân chủ thì mục đích của đại hội là gì? Thưa chị, um, mục đích của phong trào uh, trong cái đại hội thứ hai này là tập trung vào giới trẻ uh, nhất là um, giới trẻ Việt Nam ở trong quốc nội và um, mục đích chính là um, thúc đẩy và um, chia sẻ những uh, nguyên tắc để cho um, giới trẻ. Um, mình xin nhấn mạnh đây là giới trẻ để nhận thức được về nguyên tắc về dân chủ, nhân quyền và tự do để mong rằng chúng ta có thể đem đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa chị. Thưa anh Đặng Văn Minh, theo như chúng tôi được biết đó thì Đại hội Giới trẻ Thế giới về Nhân quyền năm 2020 sẽ được diễn ra ở trong một cái địa điểm là ở tại Osaka Umeda Church ở thành phố Osaka của Nhật Bản. Tại sao lại chọn Osaka của Nhật Bản, Thưa anh? Dạ, yeah, um, thưa Thanh Trúc. Thanh Trúc cũng biết là um, Nhật Bản là đất uh, nước, nước, nước của phù tang. Uh, trong cơ hội này chúng ta um, Phong trào cũng muốn uh, chia sẻ những phong cảnh và những phong tục uh, rất đẹp của uh, Nhật Bản đến uh, những uh, quý vị uh, sẽ tham gia vào trong cái đại hội lần thứ hai này. Dạ, dạ. chúng tôi được biết là đại hội sẽ bắt đầu từ ngày uh, 12 tháng 4, 2020 20 và kéo dài cho tới ngày nào thưa anh Đặng Quang Minh? Dạ cho chị, à, đại hội sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, 2020 và kết thúc vào ngày 18 tây tháng 4, năm 2020. À, 12 tây tháng 4, 2020 là, à, là lễ khai mạc và 13-15 là à, 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 du ngoạn kết thân à, với các thành viên và ngày 16 và 18 là ngày uh, chính thức của đại hội. Một câu hỏi rất quan trọng là thưa anh Nam Quang Minh, làm thế nào để mà uh, người trẻ đó khi mà người ta nghe được tin về cái đại hội giới trẻ thế giới về nhân quyền 2020 tức là lần thứ hai ở tại Osaka Nhật Bản mà người ta có một cái hứng khởi hay là người ta có một cái sự quan tâm để mà uh, ghi tên để mà tham dự. Dạ thưa chị để uh, góp phần vào cái uh, công chuyện mà khuyến khích uh, giới trẻ À, một lần nữa mình xin nhấn mạnh là giới trẻ từ uh, 18 uh, đến 50. Uh, trong cái đòi hội lần này sẽ có uh, sự tham gia của một diễn giả rất là nổi tiếng. Uh, quý vị đã cũng biết ở Hồng Kông là Joshua Wong. Và có thêm những diễn giả khác mà uh, uh, ở nơi đây mình không tiện nói ra. Uh, xin giữ đó là uh, những cái uh, ngạc nhiên cho uh, quý vị. Yeah. vâng à, không tiện nói ra có nghĩa là um, mình có thể đoán là có thể là những diễn giả ở trong nước ra tham dự. Yeah, dạ đúng thế chị. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng. Ngoài ra thì uh, còn có những diễn giả ở Tây Tạng nè, rồi uh, ở Đài Loan. Yeah. Và uh, duy Ngô Nhĩ yeah, là cái thế dân yeah. tộc Uyghur mà đang bị uh, gọi là trung cộng bắt hại ở tại Tân Cương. Dạ. Yeah. Yeah. Um, về cái chi phí của đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền năm 2020 này anh có thể trình bày được không ạ? Dạ yeah, được chị, dạ yeah, thưa chị ở trong quý vị có thể tìm hiểu thêm vào chi tiết nhưng mà bây giờ là khái niệm cái chi phí để mà của đại hội á là 307 đồng 47 mỹ kim. có đó sẽ là bao gồm 6 buổi ăn nhưng mà chỗ ở là phải từ lâu lúc chữ từ từ, từ uh, rồi uh, trong cái chuyến du ngoạn uh, ngày 13 đến ngày 15 thì ờ uh, sẽ 154 đồng 17 uh, mi, uh, 17 sen mỹ kim mỹ kim và uh, số tiền đó để để cho uh, di chuyển uh, đi uh, du ngoạn uh, uh, đột, uh, mình phải uh, uh, tự lo ăn uống và chỗ ở Dạ, dạ, tức chị. là um, trong này đó có cái phần đóng góp mà cũng có cái phần phải tự túc về chỗ ở nữa dạ đúng thưa chị dạ, dạ. dạ. như vậy thì đó là, là thì uh, chúng tôi biết là cũng có nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy là xa uh, như vậy mà phải tự túc đó thì cũng hơi khó khăn cho các bạn đó thì không biết là tổ chức uh, giới trẻ thế giới vì nhân quyền có một cái cách nào đó để cho các bạn an tâm uh, mà có thể là tham dự được không dạ um, tổ chức của chúng em có uh... Cái, cái link um, có những thắc mắc xin uh, hãy vào cái conference at human uh, youth org hay là vô thẳng vào uh, uh, Facebook website của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền tiếng Việt và International Youth Movement for Human Rights uh, tiếng Anh để mà uh, biết thêm chi tiết um, cho những uh, thành viên ở Việt Nam uh, một lần nữa để khuyến khích. Uh, động các anh chị em trong uh, quốc nội. Uh, chúng em sẽ cho uh, là um, giảm giá uh, cho uh, những anh chị em ở uh, trong uh, quốc nội. Yeah. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ, dạ, dạ. à, như là à, hồi nãy anh Đặng Văn Minh có trình bày là um, cái điều mà làm cho mọi người quan tâm chú ý và thích tham dự nữa đó là <laughs> sự có mặt của à, anh Joshua Wong là một khuôn mặt à, tranh đấu dân chủ rất là trẻ tuổi ở Hồng Kông nhưng mà tiếng vang thì rất là um, xa. Ngoài ra đó thì năm nay còn có cái gì đặc biệt nữa của đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền 2020 anh? Dạ thưa chị uh, ngoài sự có mặt của những diễn giả uh, như trên uh, chúng tôi uh, chúng em cũng có uh, hai cái cuộc thi, một cuộc thi gọi là chat talk À, với cái giá trị là à, 2.000 đô à, la để mà à, coi ai sẽ có cái tài ăn nói, à, à, sẽ được cái phần à, thưởng đó và à, một cái phần thưởng rất lớn nữa là phần thưởng 10.000 đô la cho cái cuộc thi à, viết về à, làm sao để à, chúng ta có thể nêu lên à, tinh thần dân chủ à, đến cho đồng bào. Việt Nam của chúng ta và giá trị đó là 10.000 đô la yeah. <laughs> Kính thưa quý vị qua sự trình bày của anh Đặng Văn Minh thì um, Thanh Trúc thấy là các bạn trẻ mà nói tiếng Anh đã giỏi rồi nhưng mà nói tiếng Việt cũng lưu loát ở hai ngoại không nên chần chờ mà hãy nên tham dự hai cái cuộc thi rất là ý nghĩa này của um, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền năm 2020 ở tại Osaka, Nhật Bản uh, Thanh Trúc xin cảm ơn Thời giờ của anh Đặng Văn Minh và cũng xin nhắc lại Đại hội giới trẻ thế giới về nhân quyền bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 2020 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4 2020. À, cảm ơn thời giờ của anh Đặng Văn Minh và xin gửi một lời chào đến mọi người đang nghe chương trình. Dạ, xin cảm ơn chị.